Và hôm nay nhà em lại về một lô thùng ong bằng gỗ gạo. Hàng này hàng ngâm kỹ rồi, đóng rất là dày dặn và rất là đẹp. Thì em lại tiếp tục quay lên để cho các bác nhà mình xem. Và lời đầu tiên thì em xin được gửi lời chào và lời cảm ơn đến tất cả các bác là khách hàng bên cơ sở nhà em đã ủng hộ cơ sở nhà em trong suốt cái thời gian vừa qua, trong những suốt những năm kinh doanh về dụng cụ nuôi ong mật dành cho con ong nội địa. Thì đầu tiên em sẽ quay qua về cái tổng thể của cái lô thùng ong để các bác xem được cái số lượng về hôm nay. Thì nhà em về được 60 thùng. Thì số lượng 60 thùng này thì ngay bây giờ nhà em sẽ đóng hàng để trả hàng cho khách trong trong ngay trong chiều nay, bởi vì lỡ đơn ấy các bác. Sau một thời gian bán về cái thùng nuôi ong này thì các bác quay trở lại ủng hộ rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì cái thùng nuôi ong này cơ sở nhà em đóng là hàng kỹ, chất lượng cao. Đấy. Bảo hành cho các bác là không bị cong vênh mối mọt, độ dày của gỗ thì đảm bảo như là trên hình ảnh các bác đang thấy đây. Và cái việc các bác sử dụng nuôi ong trên cái thùng ong được đóng bằng gỗ gạo này này thì nó rất là con ong nó phát triển rất là tốt các bác nhé. Và đây em quay cụ thể về cái địa chỉ của nhà em đã được ghim ở cái mặt trước của thùng. Các bác cần mua bất cứ cái dụng cụ nuôi ong nào ở bên cơ sở An Thịnh thì liên hệ số điện thoại này, thì bên em sẽ có các bạn tư vấn kỹ hơn cho các bác nhé. Và ở cái video này thì phần cuối em cũng sẽ báo giá cho các bác về cái mẫu thùng nuôi ong này để các bác nhà mình cập nhật được. Qua đó thì các bác đặt hàng trực tiếp cho bên em. Để đặt hàng thì các bác liên hệ trực tiếp cơ sở bên em theo số điện thoại em sẽ để ở bên phía góc trái của màn hình. Với hai số điện thoại đấy thì các bác điện trực tiếp cũng được, hoặc là các bác nhắn tin qua Zalo cho bên em nhé. Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu chi tiết về cái mẫu thùng nuôi ong dành cho ong nội địa này. Bây giờ em sẽ giới thiệu cái ở ngoài cùng này. Đầu tiên em sẽ quay cho các bác về cái chất liệu, và một lần nữa thì em sẽ giới thiệu cho các bác về chất liệu nhé. Không biết là các bác có nhìn rõ cái phần tôm gỗ đây không ạ? Cái tôm gỗ này các bác nhìn trên hình ảnh các bác có thấy được cái độ xốp của nó rồi. Và chính cái độ xốp của cây gỗ gạo này thì nó giúp cho cái thùng ong, cái đàn ong các bác nuôi ở trong này về mùa hè thì nó mát, về mùa đông thì nó ấm. Và cái độ xốp này ấy, thì cái gỗ nó rất là nhẹ, thì các bác nuôi trong quá trình di chuyển và vận chuyển ấy, di chuyển những trại ong đi để lấy mật ấy, thì nó nhẹ, nó không quá nặng các bác nhé, như là những cái loại gỗ đặc khác. Cho nên là cái việc sử dụng gỗ gạo này nó rất là tuyệt vời để nuôi ong. Còn về kích thước thì đây là một cái thùng ong kích thước tiêu chuẩn dành cho ong nội địa cho khung cầu 4221. Các bác có nhu cầu đặt riêng những cái thùng to thì các bác đặt cho bên em. Bên em sẽ đóng cho các bác cái kích thước nó to hơn. Đấy, còn đây là hàng này là các bác nuôi được 6 cầu ở trong một cái thùng ong như này. Đây là phần bên ngoài thì được bào gọt rất là chi tiết. Và toàn bộ những cái thùng này thì được đóng bằng ván liền. Phần dưới đáy thì được đóng bằng ván ghép. Đây cái mối ghép đây, các bác nhìn cái mối ghép này. Nó cũng rất là chuẩn chỉ, rất là vuông luôn. Cái phần đáy ghép để cho nó giữ được cái thế gỗ ấy, nó không bị vênh lên. Riêng đấy là phần đáy. Còn đây là phần phía bên trong. Thùng thùng này thì đóng rất là tiêu chuẩn rồi, cho nên cái độ dơ cầu này nó rất là chuẩn luôn, không bao giờ bị cong. Và cái lắp này cũng thế. Cái lắp này thì các bác có thể đảo lắp cho các thùng khác nhau. Ví dụ cái lắp của cái thùng này các bác đổi sang cái thùng này cũng vẫn cái nào vừa nhau hết các bác nhé. Đây là phần cửa. Thì có nhiều bác thắc mắc là sao không cắt cái cửa này, thì em giải thích là về các bác lấy cái kìm ấy. Lấy kìm là tiện nhất, các bác bẻ qua cho em. Thì tùy theo cái đàn ong các bác to thì các bác mở to. Đó, và cái chữ đằng trước này là em dập chìm đây. Các bác có nhu cầu mua bất cứ cái sản phẩm nào điện cho bên em nhé. Còn video ngày hôm nay thì thông báo các bác là hàng về, và ngay bây giờ đây là cái số lượng đơn này. Đấy, số lượng đơn thùng ong nhà em ngày hôm nay. Đấy. Đấy. Một lần nữa xin được cảm ơn các bác. Và giá thùng ong thì bây giờ em xin báo công khai cho cái video này. Có thể là lên xuống, chắc là lên thôi, bởi vì bây giờ giá cái gì cũng lên từ giờ đến cuối năm. Nhưng hiện tại giá thì vẫn là 160.000 một thùng, chưa bao gồm cước phí vận chuyển. Hàng sẽ được gửi toàn quốc thông qua dịch vụ chuyển hàng qua đơn vị Viettel. Nhà em thì chuyên gửi bên Viettel. Các bác đặt hàng số lượng nhiều thì đặt cọc trước cho bên em tầm 200-300, gọi tiền trách nhiệm. Đặt ít thì bên em miễn cái đặt cọc luôn. Các bác chủ động liên hệ đặt hàng cơ sở bên em là được. Thì video này cơ sở An Thịnh xin được kết thúc ở đây. Xin chào và xin chúc các bác có những giao dịch thành công với bên cơ sở dụng cụ nuôi ong An Thịnh nhà em. Xin chào ạ.